Thưa quý vị và các bạn, sử dụng Zalo thành lập nhóm riêng với mục đích thông báo tập hợp, mang theo hung khí rượt đuổi, đập phá, gây rối trật tự công cộng khi các thành viên trong nhóm có mâu thuẫn với ai. Hành vi hung hãn xem thường pháp luật này của một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Châu Thành đã gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân thời gian qua. Vụ việc hỗn loạn này được camera ghi lại tại một quán cà phê thuộc khu dân cư thị trấn An Châu, huyện Châu Thành. Chỉ vì chút mâu thuẫn không đáng có, sau khi thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Đối tượng Huỳnh Minh Triết, sinh năm 2007, cư trú phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã cùng nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí di chuyển đến huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiếp tục tìm người trả thù. À, em có đi chơi mấy đứa bạn hay gì ngoài khu vô đình. Thì mấy thằng ở Châu Thành nó có kéo lên, nó kiếm ai không biết nữa. Thì nó có rượt mấy em, nó rượt thì em chạy hót. Em có tập trung tại khu Golden City. Là hung khí gồm dao tự chế, búa tự chế bằng để xe mô tô. Lúc đến kiếm thì không thấy, thì trong nhóm bạn của em thì nó có đập xe. Khẩn trương thu thập chứng cứ để nhanh chóng làm rõ vụ việc. Chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Châu Thành tiếp tục nhận được tin báo của quần chúng nhân dân. Nhóm thanh thiếu niên do Triết cầm đầu đang bàn bạc dùng hung khí kéo nhau đến địa bàn huyện Châu Thành để gây án. Chúng tôi đã chỉ đạo công an các xã thị trấn, đội điều tra, lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng triển khai cái phương án tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các tuyến, các con đường mà các đối tượng có thể đi từ Thoại Sơn cũng như đi từ Long Xuyên đến địa bàn Châu Thành để gây án, triển khai nhanh các cái biện pháp để cho phát động cho quần chúng để tố giác tội phạm. Thì sau đó thì được nhận được cái thông tin từ quần chúng thì chúng tôi đã vây bắt được đó là 7 đối tượng, còn lại thì một số đối tượng đã đổ thoát. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn diễn ra phức tạp. Tính riêng trên địa bàn huyện Châu Thành, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình và tuần tra, lực lượng công an huyện cũng đã kịp thời ngăn chặn 3 vụ, 48 đối tượng từ nhiều địa phương khác nhau mang theo hung khí đến địa bàn huyện Châu Thành để giải quyết mâu thuẫn. Qua đó đã thu giữ 19 cây dao tự chế cùng nhiều hung khí nguy hiểm mang tính sát thương cao. Việc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn dường như đã trở thành một thói quen đáng lo ngại của giới trẻ hiện nay. Thiếu sự quan tâm của gia đình hay bị tiêm nhiễm bởi các phim ảnh đã hình thành cho các thanh thiếu niên những suy nghĩ tiêu cực và hành xử như những giang hồ mạng. Các bậc phụ huynh thì tôi cũng có một cái đề nghị như thế này. Chúng ta cần phải thường xuyên quan tâm hơn nữa đến con em của mình. Theo dõi những cái biểu hiện nghi vấn cũng như là cái mối quan hệ của các em đối với thanh thiếu niên hư hỏng khác, rồi là xem các em trong cái việc mà lên mạng truy cập những trang web đen, những trang web có cái tính chất bạo lực, rồi đặt mua hàng những cái công cụ phương tiện có thể thực hiện hành vi phạm tội. Nhân đây thì bất kỳ những cái thông tin gì liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như là số thanh thiếu niên mà có biểu hiện vi phạm pháp luật, thì quý phụ huynh hoặc là bà con có thông tin gì thì cứ liên hệ với trực ban công an huyện hoặc lãnh đạo công an huyện. Chúng tôi trực 24/24 và sẵn sàng tiếp nhận mọi cái thông tin để giải quyết kịp thời cho quý bà con. Trong thời gian tới, lực lượng công an huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông vào ban đêm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngoài việc vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi bậc phụ huynh cần quan tâm giáo dục con em mình để kịp thời uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc của trẻ, để định hướng cho các em một tương lai tốt đẹp hơn.